một vài hình ảnh để vài năm nữa quý vị trở lại đây thì mình thấy sự phát triển biển đảo ra sao. Đây là khách sạn Công Đoàn, hay còn gọi là tối thì có thể đến những cái quán cà phê như thế này để thưởng thức quý vị khách. Nó hàng thằng bơm đây.